Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Alimechina. Anh em đăng ký kênh HH3D và xem top 4 thần khí của đấu la đại lục dưới phần ghim. Trong tập 168 của đấu đế đại lục, Tiêu Viêm đã lấy năng lượng của đám người đấu thần liên minh thì sẽ thao cho đám người Thạch U còn lại. Chuyển sang tập 169 của đấu đế đại lục, Thạch U lấy ra năng lượng cho Tiêu Viêm nên tài khoản năng lượng của Tiêu Viêm tăng lên hơn 7.400 năng lượng. Sau đó mọi người trở về thuyền của mình. Tiêu Viêm đã phọt máu mồm trên. Hắn dặn đám người khiêu chiến hãy cho thuyền đến Hồng Mông Tinh. Tiêu Viêm cần thời gian chữa bệnh. Chuyển đến chỗ thuyền của Vạn Ma Điện, Huyết Tư quyết định sẽ gọi điện về cho Vạn Ma Điện cử người giết Tiêu Viêm, chứ để Tiêu Viêm phát triển lên lại mệt. Về phần thuyền của Lam Tinh thuộc Lam Giới, Ôn Tề và Trạch Dịch đang thảo luận về Tiêu Viêm giết cả được Khương Nhai đầu tiên 5 sao. Đấu thần liên minh sẽ tìm cách chém Tiêu Viêm. Trở lại với lỗ sâu không gian có hơn 1.000 chiếc thuyền đang chuẩn bị cập bến Hồng Mông Tinh. Trở lại với khu vực của Hồng Mông Tinh tại một ngôi nhà, Tôn Ninh đấu thần của đấu thần liên minh chưa hiểu bộ ba thiên tai thần quân của cổ thần điện trợ giúp Tiêu Viêm. Ba thần quân của cổ thần điện không quan tâm trước lời nói của Tôn Ninh, nên Tôn Ninh sai Lương Phong của đấu thần liên minh hãy đem Tiêu Viêm ở vạn giới tranh bá. Tuy nhiên nhiễm xương của cổ thần điện cũng xuất hiện trước đám người Tôn Ninh và ba thần quân của cổ thần điện. Nhiễm xương muốn nghe về tin tức của em gái Diệp Phi Ngư. Ba thần quân nói về Diệp Phi Ngư đã an toàn đang di chuyển sắp đến nơi này. Trở lại với thuyền của Tiêu Viêm tiến vào phạm vi của Hồng Mông Tinh, thuyền có số thứ tự 3280 để gửi xe. Tiêu Viêm và Đinh Duyệt đang bàn chuyện về Khương Nhai đã chết, nhưng hắn vẫn có thể chế tạo một thân xác mới sống lại. Tuy nhiên Tiêu Viêm hứa gặp Khương Nhai ở đâu sẽ đắp mộ ở đó. Cuối cùng thuyền của đám người Tiêu Viêm đã đáp xuống mặt đất. Kim Uyển của Hồng Mông Tinh chạy ra chào đám người Tiêu Viêm. Cô sẽ là người dẫn đường cho mọi người. Phí dịch vụ 100 vạn tiền nguyên khí đan bao ăn ở massage đều có trên một ngày. Tiêu Viêm quyết định sẽ cho mọi người sinh hoạt trên thuyền, nhưng Kim Uyển cho biết không được. Mọi người không thuê phòng sẽ không thể đăng ký tham gia vạn giới tranh bá. Thì em gái Diệp Phi Ngư đã đến xem tình trạng của nhóm Tiêu Viêm cần giúp đỡ. Em gái Diệp Phi Ngư chỉ cao chưa đến 1 mét, nhưng não cô lại khá thông minh. Theo như nhiễm xương sư huynh của cô, phi thuyền nào đạt được 5.000 năng lượng sẽ có thể ở phòng tốt thứ hai. Còn trên 8.000 năng lượng có thể ở phòng VIP miễn phí. Do đó Tiêu Viêm đã lấy ra 7.700 năng lượng đưa cho Kim Uyển, nên Kim Uyển đã đi sắp xếp chỗ ở luôn. Sau đó Kim Uyển cầm bản đồ giới thiệu về mọi thứ của Hồng Mông Tinh. Cô phát cho đám người Tiêu Viêm mỗi người một tờ. Lúc này vài người của đấu thần liên minh đang theo dõi Tiêu Viêm. Họ đã chạy về báo cáo cho Tôn Ninh đấu thần. Ở bên người đang di chuyển, Tiêu Viêm nhìn thấy tổ đội đề chữ huyết thần giấy. Thì Kim Uyển kể về nội quy của Hồng Mông Tinh. Thứ nhất cấm ẩu đả hay một số thứ khác. Cuối cùng Kim Uyển dẫn đám người Tiêu Viêm đến nơi ở. Mọi người đã đi qua một lỗ sâu không gian đến một tòa nhà, và Kim Uyển đã rời đi. Nếu có việc gì Tiêu Viêm cứ nhấc con điện thoại lệnh bài gọi cho cô. Em gái Diệp Phi Ngư quan sát phòng thấy khá sạch sẽ và thoáng mát. Ngoài ra còn có một cái cầu trượt nữa. Tiêu Viêm cho em gái Diệp Phi Ngư có thể đi về tìm tổ đội của mình cổ thần điên. Diệp Phi Ngư chưa vội về, bởi cao su huynh của cô đã đi nhậu nhạt say bét. Do đó Chân Ni đã lấy chè pha cho mọi người cùng uống. Lúc này Diệp Phi Ngư muốn nghe về hai việc. Một, Tiêu Viêm có thù với đấu thần liên minh. Thứ hai là đấu đế đại lục của Tiêu Viêm gặp nan. Tiêu Viêm đã không từ chối về hai vấn đề này. Diệp Phi Ngư đề nghị Tiêu Viêm hãy cẩn thận. Đấu thần liên minh sẽ ám sát Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lấy ra lệnh bài có chữ cổ thứ 9 khi ba thần quân của cổ thần điện đưa cho hắn, nên Diệp Phi Ngư đã gọi Tiêu Viêm là sư đệ. Cô lấy ra một cái lệnh bài cho Tiêu Viêm xem. Lệnh bài của cô xếp hạng thứ 8. Vì vậy Tiêu Viêm gia nhập cổ thần điện sẽ gọi cô là chị. Tiêu Viêm nghe vậy đưa lệnh bài của mình cho Diệp Phi Ngư. Diệp Phi Ngư cho biết Tiêu Viêm cất lại đi. Có lệnh bài này đấu thần liên minh sẽ cũng sợ giết Tiêu Viêm. Diệp Phi Ngư đang định tiết lộ Tiêu Viêm với nữ hoàng của cổ thần điện, nhưng cô đã bị ba thần quân cổ thần điện xuất hiện mang đi. Sau đó Tiêu Viêm xem xét sơ qua về lệnh bài. Hắn vẫn không phát hiện ra vấn đề gì, nên Tiêu Viêm quyết định đi ngủ xuyên đôi hai vợ Thay Mục Nhi và Chân Ni cùng một lúc. Trải qua vài ngày Tiêu Viêm nghỉ ngơi xong, Tiêu Viêm chỉnh đốn lại đội hình đang có tổng cộng 15 ngày. Tiêu Viêm đã để lại 4 người Chân Ni, Tịnh Vô Trần, Lãng Thiên, Thiên Ngưng đấu đế 8 sao ở lại chỗ này, chứ họ không thể tham gia cuộc thi đấu vạn giới tranh bá vòng huyễn cảnh. Tuy nhiên 4 người đều giải thích mình có thể trợ giúp Tiêu Viêm một chút. Do đó Tiêu Viêm cho 15 người đều được tham gia, nên đã xuất phát đi đến điểm làm hồ sơ đăng ký. Cho đến chỗ ba người thần quân của cổ thần điện, họ đề nghị Diệp Phi Ngư không được tiết lộ thông tin về nữ hoàng cho Tiêu Viêm,
Ba thần quân nói về Tiểu Biêm đã cứu Diệp Phi Ngư trước thằng Khương Nhai. Diệp Phi Ngư cũng tin chắc thất sư huynh Nhâm Xương đấu đế năm sao cũng không đánh được Khương Nhai. Tuy nhiên Nhâm Xương kể về thành tích của mình từng uống cho tam sư huynh đo săn. Trở lại với đám người, Tiểu Biêm đi đến trung ương. Họ đã đi vào Bạch Hổ Điện. Rất nhiều người đang xếp hàng đăng ký. Tiểu Biêm quan sát thấy thằng huyết lang của huyết thần giới đi vào một cái thông đạo. Khiêu Chiến đi đến xung phong xem có thể đi vào không. Đám người Trạch Dịch đã cho Khiêu Chiến mau tránh đường. Tổ đội Tiểu Biêm phi đến xem thằng nào bắt nạt Khiêu Chiến. Trạch Dịch vội vã xin lỗi đám người Tiểu Biêm. Khiêu Chiến dùng tay đấm Trạch Dịch chảy máu mồm. Nhưng Trạch Dịch vẫn cười và đi vào thông đạo. Và mọi người đang có mặt đã nói về Tiểu Biêm chính là thằng đánh bại đầu tiên năm sao Khương Nhai. Và đám người Tiểu Biêm cũng đi vào thông đạo đường hầm. Huyết Lang nhìn chằm chằm Tiểu Biêm. Cô gái của huyết thần giới thấy Huyết Lang từng bị Tiểu Biêm đánh bay, bao sao đã đi vào bên trong tháp huyết đồ tu luyện. Tiểu Biêm lên tiếng với đám người huyết thần giới không đăng ký mau đi ra để cho hắn đăng ký. Tiểu Biêm nhìn Huyết Lang thẳng thật bay. Huyết Lang bật đấu khí định combat với Tiểu Biêm thì anh em ở trong thông đạo lại bình luận Tiểu Biêm xin được cả đầu tiên năm sao. Thằng Huyết Lang lại chắc không chịu qua nổi một hiệp. Tiểu Biêm đã gọi bảo vệ nơi này có người định đánh hắn, nên bốn người mà áo giáp đã xuất hiện bảo vệ an nguy nơi này. Tên bảo vệ cho đám người Huyết Lang có thể đi theo họ về phường làm việc. Do đó cô gái của huyết thần giới mở mồm lên với bốn bảo vệ. Ở đây là hiểu lầm. Vì vậy bốn bảo vệ đã bỏ qua và họ dặn mọi người đánh nhau ở cuộc thi vạn giới tranh bá. Nếu gây gổ ở bên ngoài sẽ bị kích. Thì cô gái của Hồng Mông Tinh đi đến chỗ đám người Tiểu Biêm. Cô mời nhóm Tiểu Biêm đi đến nơi đăng ký VIP. Tiểu Biêm lấy ra lệnh bài hơn 7.000 năng lượng, làm cho anh em đang có mặt đều ngưỡng mộ Tiểu Biêm đến từ hạ đẳng giới mà sức mạnh không hề yếu. Tiểu Biêm báo danh sách đội của mình có 15 người tham gia được gọi là Vích Đắng. Huyết thần giới tổ đội 13 người gọi là Ất Đắng. Ở trên phòng chờ, thu quân của Hồng Mông Tinh đánh giá với 3 thần quân của Cổ Thần Điện. Sức mạnh của đám người Tiểu Biêm chỉ là Vích Đắng. Họ sơ vòng loại thứ nhất không thể vượt qua. Khi sức mạnh của Hồng Mông Tinh được chia làm 3 cấp độ tham gia, thấp nhất là Vích Đắng, 2 là Ất Đắng, 3 cao nhất là Giáp Đắng. Trở lại với Quý Quân và Thu Quân. Quý Quân đặt cược 2.600 viên đàn thần tiên nhưỡng cho đám người Tiểu Biêm sẽ vượt qua vòng 1. Thu Quân đặt cược đám người Tiểu Biêm không qua. Lúc này tên của Vô Úy chiến đội được xếp hạng thứ 1 trên bảng thạch đấu tạm thời. Bởi năng lượng Tiểu Biêm thu được khi vào Hồng Mông Tinh, chuyển đến chỗ Tôn Ninh của Đấu Thần Liên Minh. Hắn đang tạo ra một thân xác cho Khương Nhai đầu tiên năm sao. Tôn Ninh cho Khương Nhai hãy cố gắng điều khiển thân xác này. Khi ông đã tốn lưu ly ngưng hồn thân, Tôn Ninh đi ra ngoài. Hắn hứa Tiểu Biêm sẽ bị đấu thần Tiêu Minh giết và đi vào phòng xem Khương Nhai đang hồi sinh. Tôn Ninh cho biết Khương Nhai sống lại chỉ có sức mạnh đầu tiên 4 sao mà thôi, chứ chưa thể quay về trạng thái ban đầu đầu tiên 5 sao. Cảm ơn anh em đã xem hết video.